Chào mừng các bạn đã quay trở lại với RTK Media. Ở kỳ video lần trước, chúng mình đã giới thiệu và đánh giá về bộ phim. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với RTK Media. Ở kỳ video lần trước, chúng mình đã giới thiệu và đánh giá về bộ phim Tenchi Sentai Megaranger. Và cùng ở video đó, chúng mình có điểm mặt một thế lực phản diện rất ấn tượng được đưa vào mạch sau của phim. Xong, để tránh spoil nội dung tới những bạn chưa có dịp thưởng thức, phần thông tin về nhóm phản diện ấy đã bị bỏ ngỏ. Hôm nay, như một chuyên mục mở rộng sau khi clip review Megaranger được lên sóng, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu chi tiết hơn về nhóm phản diện mang tên Zaden Sentai Neji Ranger hay Chiến đội tà điện Neji Ranger nhé. Giờ không dông dài nữa, cùng bắt đầu luôn nào. Một vài thông tin cơ bản xoay quanh nhóm chiến đội này. Zaden Sentai Neji Ranger là những quái nhân được sinh ra để làm đối trọng với Mega Ranger. Xuất hiện lần đầu trong tập 38 của phim và góp mặt trong phim với thời lượng tổng cộng là 8 tập. Ban đầu, Neji Ranger là dự án phục trang cường hóa của hai nhà khoa học là tiến sĩ Samejima và giáo sư Kubota vào thời điểm trước khi INET được thành lập. Mục đích để tăng cường khả năng và sức chống chịu của con người với những điều kiện khắc nghiệt của ngoại cảnh, đặc biệt là môi trường ngoài vũ trụ. Thế nhưng, sau tai nạn dẫn tới cái chết của con gái và nhận lại sự chỉ trích gay gắt từ giới truyền thông, tiến sĩ Samejima vì quá bất mãn đã tự dịch chuyển bản thân tới chiều không gian Nature và đem theo cả những bộ giáp cường hóa này. Và rồi, trong cuộc đối đầu với nhóm chiến đội Megaranger, tiến sĩ Samejima, hay hiện tại được biết với cái tên là Dr. Hinala, đã tinh chỉnh và biến Neji Ranger trở thành quân bài tẩy của mình, một đối trọng được sinh ra để ứng phó và khắc chế lại nhóm Megaranger của giáo sư Kubota. Nhóm chiến đội lần đầu ra mặt trong tập 38 của series giải dạng nhóm Megaranger để tấn công, làm hại thường dân vô tội, dụ nhóm Megaranger ra mặt, sau đó áp đảo hoàn toàn nhóm Megaranger và lộ diện thân phận thật. Neji Ranger chỉ có một mục đích chiến đấu duy nhất là tiêu diệt cho bằng được nhóm Megaranger. Bây giờ, ta điểm mặt kỹ hơn về 5 thành viên trong nhóm chiến đội tà ác này nhé. Đầu tiên là Neji Red, lãnh đạo của nhóm Neji Ranger, một kẻ gan lì và kiêu ngạo. Hình dạng thật của hắn là Neji Phantom. Neji Red cũng có nhân dạng con người, được hắn sử dụng để tiện trà trộn và truy lùng tung tích nhóm Mega Ranger. Vũ khí khi ở dạng Neji Red là Neji Saber. Từng là một kẻ rất mực trung thành và không mưu cầu gì khác ngoài việc tiêu diệt Mega Red. Thế nhưng, về sau này khi trận chiến kéo dài, hắn nghe lén được kế hoạch của Dr. Hinala, nhận ra bản thân cùng đồng bọn chỉ là con tốt thí trong kế hoạch xấu xa của ông ta. Neji Red đã có ý định làm phản để tìm kiếm con đường sống cho bản thân mình, với mong muốn một cuộc sống bất tử sau khi tiêu diệt nhóm Megaranger. Thế nhưng, Dr. Hinala đã tẩy não hắn, loại bỏ những suy nghĩ dư thừa ra khỏi đầu, khiến hắn hoàn toàn trở thành một con rối vô tri, không biết gì khác ngoài việc tiêu diệt Megaranger. Tiếp theo, Neji Black, phó lãnh đạo của nhóm chiến đội. Giống với Neji Red, hắn cũng có nhân dạng con người trong nhiệm vụ cải trang và truy lùng nhóm Megaranger. Hình dạng thật của hắn là Neji Varuga. Vũ khí khi trang bị ở dạng Neji Black là Neji Brock. Theo những gì được thể hiện ở trên phim thì Neji Black là kẻ điềm tĩnh nhất trong năm Neji Ranger. Sau này, hắn cũng bị tẩy não, đánh mất lý trí như Neji Red, trở thành một con rối vô tri, không biết gì khác ngoài việc sống chết để tiêu diệt Mega Ranger. Về phần Neji Blue, nhân dạng thật của hắn là Neji Pizaru. Vũ khí trang bị khi ở dạng Neji Blue là Neji Tomahawk. Đây là kẻ hung tợn, hiếu chiến và cục cằn bậc nhất trong Neji Ranger. Hắn đặc biệt ám ảnh với việc tiêu diệt Mega Blue. Thậm chí, hắn gần như đã phát điên trong tập phim mà nhóm Mega Ranger cùng nhau giả dạng thành Mega Blue, chỉ chăm chăm triệt hạ Mega Blue bất chấp cả phe ta và phe mình. Chính vì sự hung hăng này mà hắn đã trở thành một trong những kẻ bị tiêu diệt sớm nhất trong nhóm Neji Ranger. Với Neji Yellow, hình dạng thật của ả là Neji Sophia. Ở hình dạng Neji Yellow, ả được trang bị Neji Sling. Neji Yellow có tới hai nhân dạng con người,
một nhân dạng người lớn dùng trong nhiệm vụ truy lùng Mega Ranger cùng với Neji Red và Neji Black, một hình dạng trẻ em được dùng để đánh lừa và bắt cóc Mega Yellow. Khác với tình bạn gắn kết đầy ăn ý của Mega Yellow và Mega Pink, giữa Neji Yellow và Neji Pink có mối thù hằn đấu đá sâu sắc. Một năng lực khá đặc trưng mà Neji Yellow sử dụng là thâm nhập vào hệ thống điều khiển của các ghép tai bên Mega Ranger, chiếm quyền sở hữu và vận hành chúng theo ý riêng của ả, gây rất nhiều khó dễ cho nhóm Mega Ranger. Neji Yellow về sau cũng bị tẩy não như Neji Red và Neji Black. Đứa nào sống lâu là bị tẩy não. Bởi vậy, chết sớm sớm khỏe. Quá chuẩn luôn! Thành viên cuối cùng là Neji Pink. Hình dạng thật sự của ả là Neji Jared. Vũ khí khi trang bị ở dạng Neji Pink là Neji Arrow. Trái với Neji Yellow, một kẻ mưu mô, thông minh và có nhiều kế hoạch tỉ mỉ mỗi khi hành động, Neji Pink lại là kẻ khá non nớt, hiếu chiến, hiếu thắng, đầy tính đố kỵ, không nghĩ nhiều trước khi hành động. Chính những điểm xấu này đã khiến ả nhiều fan tự bắn vào chân mình, phá hoại kế hoạch bắt giữ Mega Yellow vốn đã khá hoàn hảo của Neji Yellow. Neji Pink cũng là kẻ đầu tiên bị tiêu diệt trong nhóm Neji Ranger. Song, hình dạng Neji Jared của ả cũng cho thấy sức chiến đấu bền bỉ, gây nhiều khó dễ cho Mega Voyager và Mega Winger. Sau này, khi cả năm Neji Ranger bị nhóm Mega Ranger tiêu diệt, linh hồn của chúng vẫn tồn tại. Chúng theo chân các Mega Ranger tới Hinela City, sử dụng những tấm thẻ dữ liệu của Dr. Hinela để tái cấu trúc và trở lại hình dạng vật lý. Mục đích để hạ gục Mega Ranger, vừa để tiêu diệt luôn Dr. Hinela vì đã lợi dụng và biến chúng thành quân tốt thí trên bàn cờ. Song, Mega Ranger đã nỗ lực và đưa chúng trở lại hình dạng dữ liệu dưới các tấm thẻ. Và rồi, chúng hoàn toàn bị tiêu diệt khi Hinela City sụp đổ. Đôi nét về khả năng chiến đấu của Neji Ranger. Bản chất, nhóm chiến đội này được tạo ra từ ADN của tà điện vương Sapiot đệ nhất. Năng lượng vận hành của chúng chính là năng lượng sống của vua Sapiot. Chúng càng chiến đấu lâu dài, vua Sapiot càng bị bòn rút sinh lực và trở nên suy yếu. Đây là mưu đồ hiểm ác mà Dr. Hinela nhen nhóm. Một kế hoạch nước đôi để giúp ông ta tiêu diệt nhóm Mega Ranger, vừa hất cản vua Sapiot ra khỏi cuộc chơi, để Dr. Hinela hoàn toàn thống trị Nejiochia. Neji Ranger sở hữu kỹ năng chiến đấu bền bỉ, cùng tính hiếu chiến, sự hung bạo và vô nhân tính. Bởi mỗi Neji Ranger được tạo ra để khắc chế một Mega Ranger có màu sắc tương ứng. Chúng sở hữu bộ kỹ năng hoàn hảo và những chiêu thức chết người để khắc chế và áp đảo hoàn toàn từng thành viên nhóm Mega Ranger. Không những vậy, Neji Ranger có thể truy cập trực tiếp vào các dữ liệu điện tử như sóng di động, sóng vô tuyến, mạng internet, sóng âm thanh, khiến chúng dễ dàng truy tìm vị trí của nhóm Mega Ranger. Trên thực tế, nếu chỉ sơ sẩy một chút, tính mạng nhóm Mega Ranger sẽ hoàn toàn gặp nguy hiểm. Trong trường hợp nhận sát thương nghiêm trọng, hình dạng Neji thú của chúng sẽ bộc phát, đem tới khả năng chiến đấu thậm chí còn bền bỉ và kinh khủng hơn nhiều so với hình dạng Neji Ranger trước đó. Nghe ghê quá bay. Cũng mạnh á. Tuy kỹ năng chiến đấu ghê gớm là vậy, nhưng mỗi Neji Ranger lại có khá nhiều điểm yếu cố hữu. Đầu tiên, phải kể tới là cái tôi quá cao của 5 thành viên, khiến chúng quá tự cao, muốn làm theo ý mình, luôn đấu đá nội bộ và thiếu đi sự đoàn kết. Điều này nhiều khi khiến chúng tự phá đám kế hoạch của nhau. Một điểm yếu khác là việc chúng chỉ là những sinh vật được lập trình để khắc chế một Mega Ranger có màu sắc tương ứng, nên chỉ cần hoán đổi trật tự màu sắc khi chiến đấu sẽ khiến chúng bối rối, hoang mang và dễ bị khắc chế. Ngoài ra, vì truy cập vào luồng sóng điện tử để truy lùng tung tích Mega Ranger, đôi khi phán đoán của Neji Ranger có xảy ra sai số. Chúng đã tấn công nhầm những người dân mang thiết bị điện tử có tần số tương tự với Mega Ranger. Thêm một điểm yếu khác là bọn chúng quá khao khát tiêu diệt nhóm Mega Ranger, dẫn tới sự bốc đồng, nóng vội của cả 5 thành viên, dễ khiến chúng bị đánh lừa, hớ hênh để lộ những sơ hở cho nhóm Mega Ranger lợi dụng và thao túng. Một điều không thể phủ nhận, Zaden Sentai Neji Ranger có sức ảnh hưởng rất lớn lên mạch phim. Sự xuất hiện của chúng đã đưa đến những nút thắt và đem tới cao trào cho series Mega Ranger.
xuất hiện với thời lượng chỉ vỏn vẹn 8 tập phim, nhưng mỗi lần Nechi Ranger góp mặt đều để lại những dấu ấn đậm nét và vô cùng đáng nhớ. Khác với những chiến binh phản diện khác trong lịch sử Super Sentai, Nechi Ranger là một đội Sentai hoàn chỉnh có hình dạng thiết kế độc lập, không phải bản thể copy từ nhóm chiến đội chính diện. Đội hình cũng theo tiêu chuẩn quy cách sắp xếp màu sắc cũng như sắp xếp thành viên theo chuẩn một đội Sentai, khác với nhóm phản diện trước đó là Hana Kunoichigumi. Có thể nói, Nechi Ranger đã để lại ấn tượng rất sâu đậm như một nét đặc trưng riêng không thể bị hòa lẫn trong lịch sử lâu đời của Super Sentai. Bất luận việc các Super Sentai liên tục được ra mắt hàng năm, thì với những ai đã từng tiếp cận qua Mega Ranger thì nhóm chiến đội tà ác này sẽ luôn là một điểm sáng đặc trưng cần được nhắc tới. Song, để nói kỹ hơn, nếu xét về sức ảnh hưởng và độ yêu thích, thì phiên bản mỹ hóa của Nechi Rangers là Psycho Rangers trong series Power Rangers in Space lại gây được tiếng vang và điểm nhấn đáng kể hơn. Tuy gần như được bê nguyên cả tính cách lẫn tạo hình từ bản Nhật sang bản Mỹ, nhưng ngoài sự xuất hiện trong TV series, nhóm Psycho Rangers còn trở lại trong các tập team up giữa Power Rangers in Space và Power Rangers Lost Galaxy, là To the Ten Power và Power of Pink, với sức mạnh khá áp đảo khiến hai nhóm Rangers phải cùng hợp tác với nhau mới hạ gục được. Nhờ sự mạnh mẽ, hung bạo và cực kỳ ngầu đó, Psycho Rangers cho tới giờ vẫn luôn là nhóm phản diện được yêu thích nhất nhì trong franchise Power Rangers. Vậy, trên đây là bài giới thiệu ngắn gọn của chúng mình về chiến đội tà điện Nechi Ranger, một nhóm Sentai tà ác đáng nhớ của Mega Ranger nói chung và dòng phim Super Sentai nói riêng. Cá nhân các bạn có cảm nghĩ như thế nào về nhóm chiến đội này? Hãy để lại bình luận bên dưới và chia sẻ cho chúng mình được biết nhé! Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành cùng chúng mình. Hãy tiếp tục đón chờ những video mới mà chúng mình sẽ lên sóng vào năm 2023 nhé! Mình là Sirius của RTK Media. Xin chào! アンデッドは全て封印した。お前が最後だ。ジョーカー！俺とお前は戦うことでしか分かり合えない！